đó là đoàn cải lương Tình Mẫu Tử, để chúng ta đến với một gia đình nhỏ này để chúng ta cùng khóc và cùng cười với trích đoạn dễ thương qua sự góp mặt của các nghệ sĩ mà quý vị rất yêu mến. Sự góp mặt đầu tiên là nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, nghệ sĩ ưu tú Linh Trung và nghệ sĩ Tô Thiên Kiều. Xin quý vị một tràng hoa tay thật lớn để chúng ta thưởng thức trích đoạn cải lương Tình Mẫu Tử. Bệnh ở nhà dưỡng sức nữa nghe, tôi đi kiếm người khác. Làm gì? Có chuyện gì không vậy? Đánh bài chứ làm gì mà. Hả? Cái gì? Trời đất ơi. Đánh bài hả? Ừ. Thôi chờ chờ đi, tôi qua liền. Lẹ lẹ nha, không thôi tôi kiếm tay khác rồi nghe. Ê, kiếm tay khác là tôi chỉ cho bà ra luôn á. Tôi đi qua liền, khỏi luôn luôn. Rồi tôi chờ. Cả ta là hết bệnh liền. Trời ơi. Ê, đem tướng sắc nha, cả tướng vàng nha. Hôm qua thua, bữa nay tôi gỡ ra. Trời ơi. Trời ơi, thằng quỷ nó về ai có chừng nhà tôi đi đi trời. Tới giờ hẹn hò của ta. Ở trời còn má. Má ơi, má. Má ơi. Trời đi qua liền trời đi. Má, má. Nãy giờ má làm những cảm gì? Má nấu cơm. Nấu cơm. Trời ơi, khổ má ghê vậy đó. Đã nói má rồi hà. Về đây, rước má về đây là để vợ chồng con lo cho má. Má về đây để má hưởng phúc, để tụi con báo hiếu cho má. Má thấy không? Một năm má có một tháng một là mùa báo hiếu, mùa du lan nè. Má để cho con báo hiếu má một tháng này chứ, còn 11 tháng còn lại con cũng được mà. Bây giờ nè má, má nói con phải không? Lỡ rồi thì thôi, má dọn lên nhìn con ha. Cái chồng con á, nó đi nhậu về nó xỉn, nó có nó ăn. Còn giờ á là con phải đi qua công chuyện bên nhà người ta sớm ha, người ta... Có hai gì? Nha má, má nhớ nha, má dọn cơm lên, nghe con đi qua. Xuống luôn còn được anh, xuống luôn đi. Ê, má nói má làm gì trời? Má nấu cơm hả? Trời ơi, ba thôi giờ lỡ rồi, để má dọn lên đi rồi cái má quét con cái nhà thôi rồi má nằm nghỉ đi, má đừng có làm chuyện gì nữa hết trơn nha. Con nói má nghe nè má, má còn tiền không? Hôm qua đưa hết rồi. Trời, má không có biết ý gì hết trơn á. Đưa thì cũng phải chừa lại chút đỉnh nữa, má có gì má còn gỡ rồi chứ. À không có, con nói má còn thì con gỡ người ta mua đồ. Không còn thì thôi ha. Bây giờ con nói má nghe nè ha. Má đừng có làm nữa, má làm bếp con bắt ra má làm từ mờ sáng tới tối mịt. Má làm không hết con chịu, con sốt ruột lắm. Bây giờ vậy nè, ở sao giọng á ha. Có cái giọng đó, lát nữa rồi các má ra bển rồi các má nằm nghỉ đi ha. Rồi cái con đi một chuyện chút con về cái con má con mình ăn cơm ha. À quên nữa má, anh hai em có nói chuyện nào anh rước má không? Má ơi, vợ thằng hai có vẻ không được ý, chắc nó không rước đâu con. Ủa má cười vậy trời, tự nhiên vợ không đồng ý cái không rước má. Ủa sao không nhớ lại cái hồi mà ba còn sống không bán ghe chài chở lúa. Tao nói vợ chồng con cái qua chi tiền hết sức vui. Rồi giờ tự nhiên ba chết má qua ở mấy ngày mặt lớn mặt nhỏ là sao? Rồi vợ chồng thằng Út có nói chuyện nào rước má không vậy? Bộ thằng ba nó nói gì hả con? Không có, thằng chồng con nó có cái tật sai xỉn vậy thôi chứ nó tốt bụng lắm. Nó biểu con rước má về đây để lo cho má đó chứ. Nó không có cho con để cho má làm cái gì hết trơn hết trời á. Bây giờ con đi con chuyện ha, má đừng có làm gì hết, má nghỉ ngơi giùm con đi ha, để cho con báo hiếu cho má. Bây giờ nè, ở sau á có chỗ văn vọng có cây me đó, con đưa mấy đứa nhỏ ngủ đó ha, má ra đó má nằm má nghỉ đi ha cho khỏe. Trời ơi giờ sinh sao con sốt ruột lắm. Mà vậy nè má, ở ngay đầu võng nó có thao đồ có ba lớn vậy nè, cái má dò má phơi lên giùm con đi, về mấy đứa nhỏ nó có nó mặc ha. Xong má dọn cơm xong rồi cái má rửa chén giùm con, rồi tụi nhỏ đi học về đó má tắm
rửa gì cho tụi nó, rồi má quét nhà giùm con, rồi má nghỉ ngơi đi, đừng có làm gì hết trơn trời nha. Chúc con về, ha, con đi trẻ. Ủa phải nhà mình hương trời. Hồi nãy vô cái nhà cũng giống hình cái nhà này nè. Là cũng con vợ ốm nhách giống con vợ tôi, nhưng mà không phải nhà tôi. Nhà thằng Tí. Đâu rồi? Con mới về hả con? Tôi nói má ơi, má già rồi, làm ơn để cái hơi thở giùm tôi đi. Cưng Ủa vợ vợ tôi đâu má? À nó mới chạy vô đó nè. Tôi hỏi ra, không hỏi má thì má hỏi thừa, khi hỏi má cái má trả lời thiếu. Tôi hỏi má vợ tôi đâu, má nói mới chạy đi đâu đó con. Chạy đi đâu là chạy đâu, má nói cho tôi biết làm sao tôi kiếm nó. Má nói phải chạy ra đằng kia, chạy qua bên này, chạy ra trước, chạy ra sau, phía trước chùa, phía bên kia chùa hay là ngoài ra ngoài lộ. Nó chạy qua nhà hàng xóm đó. Hết chưa? Hết rồi. Thiếu rồi có thấy không? Má nói chuyện gì mà hiểu nổi. Qua nhà hàng xóm, má nói là xóm nào? Xóm trên hay xóm dưới? Xóm ngoài hay xóm trong? Mà qua nhà hàng xóm, má nói là qua nhà anh nào, qua nhà chị nào? Má nói chuyện qua nhà hàng xóm, biết đường nào tôi kiếm đó. Tại nó nói nó đi đâu, nó không biết. Trời ơi là trời. Nói chuyện không có khuyến mãi trúng thưởng gì trơn. Cái chuyện quỳ vốn nãy giờ nói không biết cái xong nó được quét hoài. Trời ơi là trời, nói được quét nữa. Trời ơi má, mày làm vậy tử kiên giùm một cái được không? Mặc dù hiện giờ tôi làm thợ hồ, má cũng phải tử kiên thời gian để tôi lên tu đi trưởng rồi chứ. Má quét kiểu này rẹt chỗ này tiền bạc nó ra hết trơn hết trọi à, đúng không? Rồi đó nó dọn xong rồi, giờ nó dọn cơm để đây rẹt rồi con di trùng bị đuốc từ dưới này nó bay lên cái nhào cho trong cơm. Rồi mình ăn cơm á, mình đuốc vô, đuốc vi trùng bị đuốc vô, lúc đó mình bệnh kêu di trùng vô trong bụng mình, nó sẽ làm cho mình đu con mắt, hiểu không? Đang nói chuyện với ai đâu à? Trời đang mưa đó, trời thấy ghét thì chứ cháu ơi. Sư phụ thấy con vợ con đi đâu sư phụ? Đánh bài hả? À, sư phụ cũng nhiều lắm, con quỷ này. Quái! Đà liễu! Mày xạo hả mày? Mày đi đánh bài đúng không? Về liền! Trời ơi, đâu có tiếng rồi. Ê! Bỏ trời mưa mà là bỏ trời mưa. Ơi mưa gió gì mà nó kêu giật ngọt giật ai à? Mày kêu tao về làm gì? Hả? Mày đi đâu? Tao đi đâu? Tại tao mà hỏi làm gì? Mày đi qua bên nhà mày lấy đi. Cái này cái gì đây? Hồi đó giờ không thấy chứ. Tao biết cái này có nón bảo hiểm nhưng ý tao hỏi là cái nón của ai? Của tao. Trời Phật ơi, nó đi xe đạp mà nó đựng nón bảo hiểm. Nhà không tiền ăn đi đem vác đi mua cái nón vậy đó hả? Ai nói mà tao mua? Chứ đâu mày có. Mấy người đi coi hát để xe mà kêu tao lấy. Trời ơi, lát nữa ai mất cái nón lên kiếm thằng này nha. Nha là mày qua bển làm gì? Làm gì? Tao thì tao đi công chuyện. Công chuyện gì? Công chuyện của bển hàng xóm. Kiếm ai bển? Kiếm bạn tao. Mình cứ đánh bài hoài đúng không? Ai nói mày tao đánh bài? Sư phụ mới nói vậy. Công nhận xóm này là em hiện thiệt chứ. Quá sư... tao muốn đánh bài, muốn đánh bài. Thầy thật nói. Nè. Con muốn đánh bài đâu thầy? Mày đâu mà qua bển làm gì? Muốn đi thăm bạn đâu mà. Bạn nào? Bển xe của tụi gặp mình chết à. Mắc cười quá.
Vậy tao ở nhà ở không làm gì hả? Tao đi đánh bài còn có đồng vô đồng ra. Ông nội mẹ ơi, đồng vô đồng ra, mày giết tao luôn cho đầu đi. Hả? Đánh bài hoài hết môn chơi, sao mà tại sao mày chơi đánh bài hoài vậy? Mày đừng có mắc cười quá nha. Mày nhớ đi, cái chuyện gì mày cũng la tao được hết á. Hồi đó tao có cầm tới lá bài không? Tao không đụng tới lá bài. Tao giải trí bằng một cái môn rất là thầm lặng, rất kín đáo và trí tệ. Mày cũng chửi tao. Môn gì? Tao đánh đề. Mà thấy cái nhà bên này mày cọp quanh mà hiểu rồi đó. Còn cái bông là cả, còn cái cọng không rồi mới ghê. Bán sạch hết rồi con ơi. Vừa làm mày chưa? Mình tao hả? Hả? Một mình tao làm hết nhà hả? Cái còn gì đó? Mày nhớ cho kỹ lại đi ha. Mày mới kêu bán cái bàn thờ ông già, rồi đem cái bộ lư đi bán ve chai. Tao hỏi mày nè, bán bàn thờ ông già được nhiêu tiền? Tao đánh bài bao nhiêu? Hả? Còn bao nhiêu tao chuyện giao gan cho mày. Thì sao mà mày ăn nhậu tối ngày vậy? Hả? Hả? Mày bị giao gan, tao chỉ cho mày mình tao hết tiền hả? Ai nói mà tao nhậu? Ba bốn thằng chụm lại rót uống, mày không nhậu chứ mày làm gì? Liên công. Liên công gì? Liên công rót ra ngày nào cầm đưa lên rộng mình là hoàng phải uống, gọi là củ âm chân kinh. Nó muốn nói chuyển qua củ âm chân rung. Mày là củ âm chân teo ha. À, bây giờ tao thấy mày teo dữ lắm rồi đó. Tại tao. Ờ, được chưa? Rồi mà sao mới muốn nó chuyển qua gọi là đó là vậy đó, cái bụng binh rỉnh vậy nè á, thấy không? Bụng binh rỉnh vậy nè hả? Mày hay quá. Mày chuyển qua cổ trướng thần công phải không? Rồi nó có tào lao. Sơ gan thần trưởng phải không? Hoàng đang nói mày nghe, mày tưởng tao dễ chết chứ mà. Chứ sao? Mày nghe câu này mày biết tao là ai nè. Mày là ai? Ngày xưa ta ở trên trời. Ý mày nói mày là tiên đó ha. Vì ham uống rượu trời đài xuống đây. Trời ơi. Xuống đây tao uống cho say. Sơ gan cổ trướng ta bay về trời. Trời ơi. Chưa, chưa tới cái màn bay về trời đâu. Mày mà đau gan mà làm lại là mày vô vị tì. Sao mày nhậu tối ngày vậy? Tại vì tao buồn cho nên tao mới nhậu. Làm gì buồn? Tao hỏi mày cái tình hình này mà không say. Thì tới tình hình nào mới say? Mày tưởng rượu ngắm già vừa đánh vừa tay. Bộ đi ngay sao mà đi nhậu tối ngày là tao đây đang mang gì tâm sự. Tâm sự, sự gì? Tao muốn quên tình. Tao yêu nơi quốc tình trong lòng. Mày nghe tao nói. Ai? Đưa đi. Nhà cửa ta mà mày muốn phun phèo hẹt tối ngày à? Lên dầu sống không cho phun hả? Nhà mày nuốt vô luôn đi, mày phun ra chi ổn vậy? Nghe nói nè. Nói gì? Kể từ ngày mai không đưa tiền chợ nữa. Cái gì? Mày biết hả? Mày nói gì? Kể từ ngày mai không đưa tiền chợ nữa. Không đưa tiền chợ nữa? Ờ. Không đưa thôi. Không đưa nhịn đói. Trời trời, những mặt dưới cao hả? Ta đâu có tiền đâu đi chợ cho mày ăn. Trời ơi, không đừng trói. Trời dễ mà. Mày nói mày không có tiền mà tao. Đó, đó, cái gì đó. Cái gì kể tao? Cái gì mày nhét gì đó? Nhét gì kể tao? Mày nhét cho người mày trẻ. Kể tao? Mày hả? Mày vô chiếc. Mày làm vậy? Đưa cái gì? Đưa cái gì? Tiền. Đưa cái gì? Trời ơi, mày đưa cái gì hả? Ê, trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, bớ người ta, bớ trộm cướp. Trời ơi, bớ quỷ bàn, bớ phụ nữ. Trời ơi, mạnh nó đánh vô đầu chảy máu rồi. Trời ơi, trời ơi. Mặt ơi, mày ác quá, mày đánh tao kiểu này cho tao sống nổi. Trời ơi, bớ quỷ bàn, bớ hội phụ nữ. Mày làm gì vậy? Tao thèm ở tù quá. Tại sao? Tao đập cho mày chết ở tù cho rồi. Chưa đúng với mày la làng là sao? Thì tao phải la trước chứ, lát nữa mày quánh tao tao lại. Trời, cái thân mày cũng cần đánh hả? Nè, tao nói mày nghe, chỉ cần búng cái cặp một cái này mày đủ chết rồi. Tiền mày nhét cho người mày vậy đó, mày đủ chết rồi. Làm gì chết? Tao nói mày nghe, tiền hết người này cầm tới người khác cầm. À. Vi trùng, vi quốc nó đóng ở trong đó. Mày nhét cho người mày. Vi quốc là con gì? Con vi quốc mày không có biết tiếng Tây, mày hỏi là cái gì? Nó nhào ra con vi trùng, vi quốc nó nhào ra, nó cắn thịt mày, nó chìm cho một căn bệnh khủng khiếp mày chết. Bệnh gì? Melamin. Trời đất ơi, tưởng gì vậy? Melamin, đây nè. Mày á, mày nhậu giết cày rượu nó ăn hết cái não của mày. Bây giờ mày còn có cái gáo dừa không à, chứ không có não ha. Đây nè, không biết thì tao nói cho nghe nhìn kỹ nè ông nội. Tiền không có phải là melamin,
mà tiền là bố lý mẹ ông nội. Trời ơi, có tiền ở đây tao có cho, tao bệnh tao chịu. Mày nói mày không có tiền, tại sao mày đưa má về nhà ở hoài? Ở đây cho vui. Vui cái đầu mày. Mày đưa bà qua anh hai ở, tao nuôi không nổi nữa. Mày mắc cười quá, má ở đây không? Mày phải nói với má là đi đưa má về bệnh liền, là tao không có má vô coi con chín chưa dọn con ăn đó. Má vô coi con chín chưa dọn ăn. Mày điên hả? 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 Mày nói ông sụp má nghe là sao? Má đứng đây hào tố, má ở đây hào tố gì mà mày nói kỳ vậy? Cố tình nói lớn cho bà nghe đó. Mỗi thứ hai một chút đi chợ á, một chút xíu mắm, một xíu muối, một xíu dầu ăn, một xíu tươi, một xíu cà, mỗi cái một chút cộng lại. Hồi đó tao với mày hai vợ chồng đi chợ một ngày có 20 ngàn à. Bây giờ mày tha bả về đi chợ mỗi ngày 21-22 ngàn. Trời ơi, có mỗi 2 ngàn mày cũng tính với má nữa hả? Rồi ăn 1 ngàn mới là tiền á. Tao nói mày nghe già mắt mới gì tự nhiên rồi ăn trầu, nghe mua trầu dịp đã rồi nhả trên cái đội rồi. Để ăn trầu sao nuốt, mày vô duyên quá vậy. Rồi bây giờ hai chồng ngủ một chiếc chiếu được rồi, tự nhiên mày xưa phải về chứ giờ mua thêm chiếc chiếu nữa, mua thêm cái gối nữa cho nằm. Mày vô duyên quá, mày không mua gối má nằm bằng cái gì? Bà có cái đầu tóc, bà nằm lên cái đầu tóc được rồi, mày hiểu không? Trời ơi, mày quá rồi Mạnh ơi. Mày nói tao bậy không à? Mày hỏi mày nè, cái mẹ của mình biết bỏ cho ai? Mày ăn nhậu đo sai tối ngày, về nhà đó, tử tử không cân bằng. Tao nghe biết là tao bị điên đầu với mày. Ôi rồi mà mày không nghe, đừng để má trong nhà của tao. Cao với cầu rồi anh thua với cao, mỗi thứ một cái chút là trong cái đầu là của tao. Mày không nghe hay là mày biết, nói lẽ đi để tao biết tao hiểu được. Để tao nghe bài ra tiền cho bà nghe, bà hiểu lòng tao. Tình hình này tại sao không sang? Ai vậy? Mày tắt cái lô mất tật tự của mày lại đi. Mày thấy không? Bây giờ mày rước phải về ăn riết giờ sập nhà mày mưa tả thẳng vô mặt tao, mà thấy không? Mày phun vô mặt mày chứ ai mưa nào vô mặt mày? Tao phun xuống đất. Đó. Đó, phun bắt là vô mặt mày một đống nữa kìa. Bây giờ nữa. Má ơi, dọn cơm ăn má ơi. Không có nói nhiều mày. Bây giờ không có nói. Bữa nay mày truyền đạt cái chỉ thị của tao. Ha? À. Chỉ thị của tao cho biết là kể từ ngày mai mày tối bả ra khỏi nhà, đi qua nhà ai ở đừng ở đây nữa. Vậy thôi. Hết. Nói. Con mời má ăn cơm. Ôi trời ơi là trời. Mày tưởng con mời má ăn cơm là sao nữa trời. Ê là điếu. Nhà này nhà của tao, nhà của bả mà mày mời bả ăn cơm mà tao nằm ở đây mày không mời tao ăn cơm là sao mày con quỷ? Hả? Hả mày coi bả trưởng của tao đúng không? Tại sao tao ngồi đây? Mày không mời tao ăn cơm, mày mời bà mày là sao? Dạ thưa cha, con mời cha ăn cơm. Ủa mày kêu bà bằng má, mày kêu tao bằng cha, mày ý kép đôi tao với bà hả? Ê tao với bà bằng tuổi đó mày. À, mày ý mày sao? Kêu vậy là mày kêu bà bằng má, mày kêu tao bằng cha. Mày ý mày ghép đôi tao với bà. Mày đi quá đi. Chứ mày kêu vậy là sao? Dạ, dạ thưa ông nội, dạ thưa ông nội, dạ con mời ông nội vô ăn cơm, ha, vô ăn cơm giùm con, ôi. Kêu bà ông nội, tao làm vợ chồng của má mày á. Trời ơi. Chứ còn cái gì nữa, mày kêu tao bằng ông nội thì má mày kêu tao bằng gì? Mình, em mời mình vô ăn cơm. Mình vô ăn lẻ giùm em đi để gian tàn khối lạnh. Mày đứng đó mày nói bậy, hồi trời đánh mày giờ đang mưa đó. Tao nói đúng chứ nói gì nó bậy, mày kêu tầm bậy mà. Vợ chồng tao ghét chứ kêu cái mẫn cha ông nội. Thà là kêu mày tao nó giận ngọt ngào. Tiếng mình tại sao mày không kêu? Nghe tiếng mình là tự nhiên mát ruột, mát gan, mát luôn. Đùm ê. Bông bông. Cơm đi. Má ăn đồ ăn đi má. Ngày nào má cũng ăn cơm không á, sao chịu nổi. Bảy mấy rồi ngày nào nói bữa nay má yếu lắm nghe, là liếc 4 chén. Yếu trong người là ăn 4 chén. Khủng khiếp mà biết nuôi cái con gì vậy đâu. Ăn mà riết tàn mạc luôn. Mày làm gì vậy? Tao nói chuyện mình tao. Con đi. Mày thấy cái gì không? Vẽ lông mày. Mày khùng quá. Già mà còn vẽ lông mày là sao? Mày,
mày đừng có khùng quá nghe cái thằng kia. Hả, má vẽ lông mày hồi nào? Chứ còn không có cái gì. Cái đó là lông mày tự nhiên đó. Mày phải biết là mày phải hiểu một cái logic như vậy nè. Má là một người phụ nữ đẹp tự nhiên. Má mới sinh ra được một người phụ nữ xinh đẹp như tao. Cái gì vậy? Chưa ăn cho nên không có gì ói. Mày tự tin quá. Chứ sao? Tao không biết mà đó tao ăn trúng thứ gì mà cưới mày về. Cưới mày về ngày mỗi dòm thấy ngày xấu xấu riết. Bây giờ vô ăn cơm dòm cái mặt mày là tao không dám ăn thịt chuột. Vậy mới xứng với cái mặt của mày. Mặt tao sao? Cái mặt ăn nhậu của mày. Ăn nhậu, ai không nói chuyện ăn nhậu đi tao à. Chứ gì nữa? Chuyện ăn nhậu không nói, hiểu không? Hiểu không? Hiểu vậy? Cái đó chuyện là chuyện cá nhân. Cá nhân nhà mày đi nhậu tối ngày ha. Sáng trưa chiều tối gì mình cũng đi mày nhậu đó, sao mày không nói? Kệ tao. Mặt mày còn cái gớm, mặt mày như quỷ vậy mày nói người ta. Dạ ăn cơm, nói ai qua nói chuyện chắc quý là sao? Coi đi. Lạ lùng, đẻ ra sống quá nhiều cũng để nuôi được hay thiệt. Giờ khổ cả đời tôi rồi nè. Đó. Rồi bà con thấy nè, thấy gì không? Nhà mình là chủ nhà đó, mà cái chén mình không có một hộp cơm nào, trong khi chén người ấy thì đầy nhóc. Chịu mặt đời không? Tại sao? Ủa xịt, không vậy? Đi đây! Là sao? Ai dưng cơm giờ nước cho mày, hả? Mày đi ăn nhậu đã tối ngày về nhà mày đại chắc vợ con. Đừng có đụng chạm tới nghề nghiệp riêng của ta. Nghề nghiệp gì cái thứ ăn nhậu của mày? Đi mày! Gù không ai góp cho mày tự góp mày. Quá đen. Để ăn đi. Dằn mâm sáng chén cho chị nổi đời mày. Ai hậu mày? Cái gì nữa vậy? Mày nấu cơm kiểu gì mà một hộp sống hai ba hộp chín vậy là sao? Sao ăn được hả? Ăn giùm cái đi. Má nấu. Tại sao mày không nấu để má mày nấu? Trời ơi, chị tao mắc đi đánh bài đúng không? Tại sao mày không nấu để bà nấu? Cấp ngăn sao ăn? Vậy cho mày không ở nhà mày làm đi, mày chứ tao. Mày rửa mặt mày hả? Nấu cơm cấp ngăn thì mày biểu tao ăn hả? Rồi ngày má cũng nấu, mày cũng ăn vậy. Không ăn, bữa nay con nấu sống là không ăn. Không ăn thôi đi, nghỉ đi. Giỡn mày biết rồi, câu thường ra mặt. Trời ơi. Nấu cơm sống nhăn, biểu ăn. Cơm má đang ăn mà. Tao đi nhậu tiếp. Trời ơi. Cơm má đang ăn mà. Cảm ơn cái đóng bảo hiểm. Lấy ra mày. Đi đường cho nó có đâu. Tao quánh, tao quánh. Mày đi ra. Cái gì không bảo hiểm mày. Cùng quá. Mày đi luôn đi. Mày đi ra ngoài đường xe nhà bên cán mày. Xe hủi vô nó đụng mày. Đừng có đằng trọng hồn. Cả nhà không có tiền à. Cơm má đang ăn mày đổ quá anh vậy. Lát nữa về mày đứa nhỏ lấy gì mà ăn. Trời ơi, tao khổ với mày quá Mạnh ơi. Tao chết cho mày vừa lòng Mạnh ơi. Khó à, người này nó đổ hết trơn cái chỗ gì đó. Lát nữa về mày đứa nhỏ có gì đâu à. Vô cái ngồi đi. Vô nước cả chết luôn á. Má. Nhét cái bao đẹp đi. Má đừng có buồn. Cái thằng quỷ nhậu xỉn vô nó nói bậy chứ. Mưa. Nó không có nghĩ gì đâu. Mưa nói gì hả? Má đừng có khóc mà má. Má, con khổ lắm mà má thấy không? Ngày nào nó cũng kiếm chuyện với con hết á. Từ ngày má về đây ở tới giờ, hành tiêu tỏi ớt cái gì nó cũng kiếm chuyện với con á. Nó nói với con á, hồi ba còn sống á, ba chia tiền cho mấy đứa con trai nhiều. Giờ ba chết rồi, sao má không qua bệnh má ở đi. Má về đây má ở với nó làm chi? Nó không có tiền đâu mà nó nuôi người dân. Con nói điện với má, tự mắt mấy đứa nhỏ đó. Chứ nếu không hả, con tự giận con chết cho rồi, con sống không có nổi với thằng chồng con này đâu.
cơm đổ dơ hết rồi, ăn không có được đâu, má đừng có ăn nữa. Má ra làm sao má coi, mắm kho hôm qua còn hơn, má ăn đỡ đi. Để con đi ra ngoài đầu ngõ này con kiếm tô hủ tiếu mì con ăn đỡ bụng cũng được. Mạnh ơi, mày ác quá Mạnh ơi. Má xin lỗi má, từ nay về sau con không dám hổn với má nữa.
giờ con dẫn má đi ăn cơm chay được không má? Qua chùa ăn cơm chay nha má. Xin cảm ơn.